lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Đó là bốn yếu tố bảo đảm cho công tác phòng chống thảm họa hay thiên tai. Tuy nhiên, đối với một số địa phương xảy ra cháy rừng, sự thiếu hụt bốn tại chỗ đã lộ ra nhiều khoảng trống, khiến cho việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Hai máy thổi gió và hơn 10 chiếc cào vỉ dập lửa. Đây là số trang thiết bị trung bình được cấp cho một xã có rừng tại Nghệ An để phục vụ công tác chữa cháy. Với những dụng cụ này thì rất khó để các lực lượng tại chỗ có thể dập tắt ngay được các đám cháy dù có phát hiện sớm đi chăng nữa. Anh em xả thì chủ yếu dùng gầy gọc rồi thì cành cây để đập rồi giáo ra để phạt đường băng rồi phạt cây cối để rồi dập lửa, chứ còn cả cái máy móc thì địa phương vẫn chưa có. Chỉ trong vòng một tháng qua, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã xảy ra hàng trăm điểm cháy. Trong đó có 32 vụ cháy lớn gây thiệt hại tới hơn 100 hectare rừng. Riêng hai vụ cháy tại Nghệ An và Hà Tĩnh vừa qua, dù đã huy động đến hàng ngàn người dân và các lực lượng hỗ trợ thì cũng phải mất đến 3 ngày mới có thể kiểm soát được các đám cháy. Về lực lượng thì không thiếu, tuy nhiên cái điều phối lực lượng thì đang còn có một số cái tồn tại. Ở đó tức là có những nơi thì nó lại thừa, có những nơi nó lại thiếu. Ví dụ những cái hướng mà đường đi lại khó khăn, rồi cái đám cháy nó lớn nhưng mà lực lượng thì đang ít. Tuy nhiên những cái hướng mà đi lại nó dễ dàng hơn, đám cháy ít hơn thì lại có nhiều người hơn. Một nguyên do khác khiến các đám cháy khó kiểm soát là lớp thực bì không được dọn dẹp, khiến lửa dễ cháy lan nhanh ra cả cánh rừng. Theo thống kê, các tỉnh Bắc Trung Bộ do thiếu kinh phí nên hàng năm chỉ thu dọn được hơn 30% lượng thực bì dễ cháy. Thật sự nếu mà kinh phí mà để vệ sinh đường phạt thì quá lớn. Và để mà về tỉnh ngày công để mà vệ sinh được hàng trăm hecta rừng như thế này, như các anh thấy đó, cực kỳ rất khó lắm. Triển khai tốt phương châm 4 tại chỗ sẽ góp phần giúp kiểm soát sớm đám cháy, ngăn việc cháy lan ra quy mô lớn hơn. Việc thiếu 2/4 mắt xích quan trọng sẽ khiến cả hệ thống vận hành không thể đạt hiệu quả. Với thời tiết ngày càng cực đoan thì cả cánh rừng hàng trăm năm tuổi có thể sẽ biến mất chỉ bởi một mồi lửa, xóa tan công lao chăm sóc và nguồn sinh kế của hàng nghìn hộ dân.